Sáng 10 tháng 2, tức mùng 1 Tết Giáp Thìn, các con phố Hà Nội không còn cảnh tắc đường giờ cao điểm, người dân thỏa sức dạo bộ, tận hưởng không khí trong lành ngày đầu năm mới 2024. Lúc 7 giờ, đường phố Huế, đường quanh Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội lác đác xe cộ qua lại. Hàng ngày đây là tuyến đường luôn đông đúc phương tiện giờ cao điểm. Tại vỉa hè quanh Hồ Hoàn Kiếm, nhiều người lựa chọn tập thể dục buổi sáng hay đi bộ để tận hưởng không khí ngày đầu năm. Còn đây là hình ảnh Thanh Bình trước Lăng Bác, quận Ba Đình. Đón chào năm mới 2024, những con phố thủ đô vốn ngày thường vẫn ồn ào náo nhiệt từ sáng cho tới đêm khuya, nay bỗng trở nên thanh bình vắng lặng, người dân dường như sống chậm lại một chút. Dự báo từ nay đến hết mùng 3 Tết Nguyên đán, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục rét đậm rét hại, Trung Bộ cục bộ mưa to, Nam Bộ nắng nhiều.